Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong số này, mời quý vị khán giả đến với trang truyền hình huyện Nam Đông. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phong trào ngày Chủ nhật xanh ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ và đồng bào nhân dân trên địa bàn huyện. Chợ phiên Nam Đông thu hút khách du lịch gần xa với nhiều gian hàng và không gian văn hóa đặc sắc của địa phương. Thưa quý vị, sau hơn 4 năm thực hiện, phong trào ngày Chủ nhật xanh đã thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ tại địa bàn huyện miền núi Nam Đông. Không chỉ cán bộ đảng viên mà đông đảo quần chúng nhân dân cũng hưởng ứng tích cực, ghi nhận của phóng viên trang truyền hình địa phương. Cứ mỗi Chủ nhật hàng tuần, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Nam Đông lại tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, trường học, cả khu vực công cộng. Đặc biệt, sức trẻ, sự nhiệt huyết của các đoàn viên thanh niên được huy động một cách hiệu quả. Mỗi một hoạt động do cả cơ sở đoàn triển khai, huyện đoàn đều yêu cầu gắn liền với việc tổ chức cho các đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, vào mỗi ngày cuối tuần, địa phương, trường học tùy vào điều kiện mỗi đơn vị mà tổ chức cho các đoàn viên thực hiện. Hiệu quả mang lại từ phong trào rất thiết thực, không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà quan trọng hơn là tuyên truyền người dân từ nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan nơi mình đang sống. Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh thì bản thân tôi cũng vận động những đoàn thể thanh niên và bà con ngày chủ nhật xanh dọn vệ sinh đường xá, phát cảnh quan và trồng cây xanh bên hành lang đường. Có thể thấy từ phong trào ngày Chủ nhật xanh, nhiều vấn đề về môi trường tại các địa phương đã phần nào được giải quyết, xóa được nhiều điểm đen về ô nhiễm môi trường. Thay vào đó là những tuyến đường hoa rực rỡ khoe sắc. Cho đến thời điểm hiện nay, phong trào ngày Chủ nhật xanh đã trở thành một trong những hoạt động thường xuyên mang tính tự giác cao, trở thành một nếp sống được người dân huyện Nam Đông duy trì đều đặn. Có các hoạt động thực hiện ngày Chủ nhật xanh, đặc biệt là ở các xã đồng bào dân tộc thiểu số như Thường Long, Hướng Hữu, Thượng Nhật và Hướng Sơn, hoạt động ra quân ngày Chủ nhật xanh đã được cán bộ và nhân dân hưởng ứng, thể hiện được rõ nét như đường hoa, vườn hoa, vệ sinh môi trường tại các trung tâm xã và các trung tâm của các thôn trên địa bàn của các xã. Để có được kết quả này, huyện Nam Đông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Đồng thời giữ gìn vệ sinh nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn, góp phần vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Thưa quý vị, chợ phiên Nam Đông đang thu hút rất nhiều du khách gần xa. Ở đây không chỉ giới thiệu quảng bá những mặt hàng nông sản sạch, sản phẩm của địa phương mà còn là nơi giao lưu văn hóa và nghề. Đến với chợ phiên Nam Đông, du khách được trải nghiệm không gian ẩm thực, văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của người địa phương. Ghi nhận của phóng viên trang truyền hình địa phương. Chợ phiên Nam Đông được tổ chức đều đặn từ 6 giờ đến 22 giờ ngày Chủ nhật của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Đến với chợ phiên, du khách và người dân được trải nghiệm và thưởng thức mua sắm nhiều mặt hàng đặc sản và ẩm thực đặc trưng của huyện Nam Đông do người dân địa phương làm ra. Với quy mô hơn 40 gian hàng được bố trí hài hòa, hợp lý, bắt mắt. Điều quan trọng hơn là chất lượng cả mặt hàng và thái độ phục vụ của các tiểu thương trong chợ phiên rất ân cần, nhiệt tình, chu đáo, đã thực sự để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Đến với chợ phiên Nam Đông ngày hôm nay thì cái cảm nhận đầu tiên đối với mình đó là cái không khí vui tươi, náo nhiệt của những cái khách từ các cái địa phương tới đây. Và đây cũng là chính là cái cơ hội để các cái kết nối được cái các cái những cái con người từ những cái địa phương khác tới. Và đầu tiên thì thấy được là những cái gian hàng từ những cái gian hàng nông sản cũng như ẩm thực thấy rất là phong phú đa dạng về các cái mặt hàng, và đồng thời thì thấy được cái thái độ rất là thân thiện cởi mở của những cái người khách địa phương hay chính là những cái con người của đồng bào dân tộc Cơ Tu, thấy được cái tình cảm
thể hiện được qua những cái nét mặt cử chỉ cũng như là cái tình cảm của người Cơ Tu dành cho tất cả những cái vị khách khi tới đây. Khi mà đến với Nam Đông thì mình thấy là những con đường và thấy cái cuộc sống ở đây này phát triển hơn trong những cái suy nghĩ của mình đó. Thì khi mà được đặt chân đến tới chợ phiên á, thì cái cảm nhận của mình thì mọi người dân ở đây rất là thân thiện và có đặc biệt là có những cái đặc sản vùng miền, ẩm thực và những cái đặc sản nông sản mình chưa bao giờ được thấy ở dưới cái chỗ của mình sống. Để chợ phiên hoạt động ngày càng phát huy hiệu quả, mỗi phiên chợ có một chủ đề riêng. Ngoài ra, thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của cả cơ quan chuyên môn, du khách và tiểu thương trong chợ phiên để có những điều chỉnh phù hợp. Bên cạnh đó, cả mặt hàng bày bán đều được niêm yết giá công khai, công bố nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. Cấp chứng nhận nhãn hiệu Nam Đông đối với các đặc sản, sản phẩm chế biến đủ điều kiện. Đối với các nông sản sản xuất với quy mô nhỏ, hộ gia đình phải có cam kết sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc xây dựng và đưa chợ phiên Nam Đông đi vào hoạt động nhằm mục đích tạo thêm một điểm mới để phục vụ du khách trên địa bàn của huyện, đồng thời là nơi để quảng bá các sản phẩm ô cốp, hàng hóa nông sản đặc sản sạch của địa phương, tạo điều kiện cho bà con nông dân trên địa bàn huyện có thể phát triển buôn bán và nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Thông qua hoạt động chợ phiên thì cũng đưa hình ảnh và quảng bá nét đẹp văn hóa của Nam Đông đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh. Sau 13 phiên chợ thì đến nay có thể khẳng định chợ phiên Nam Đông đã đạt được kết quả bước đầu. Thông qua chợ phiên thì các hàng hóa nông sản đặc sản của địa phương đã đến với du khách và bạn bè trong ngoài tỉnh đến với người tiêu dùng. Và thông qua chợ phiên thì đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến cái hàng hóa nông sản và ký kết liên kết tiêu thụ sản phẩm đối với người nông dân. Đặc biệt là chợ phiên là một điểm sinh hoạt văn hóa thường kỳ của người dân trên địa bàn huyện, là nơi giao lưu văn hóa văn nghệ, tạo thêm tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn huyện, và một trong những nơi nhiệm vụ mà có thể giúp cho huyện nhà bảo tồn gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Chợ phiên Nam Đông đã và đang là điểm đến lý tưởng của du khách gần xa. Đến với chợ phiên Nam Đông, du khách còn được trải nghiệm không gian ẩm thực, văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của người địa phương. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.